Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại chia sẻ các bạn một chút kinh nghiệm về TV CRT này. Thì mình thấy có một bạn hỏi mình là có một con TV TCL, bác cứ cắm sò dòng vào thì nó chết sò ngay lập tức. Cắm sò vào chết ngay. Đây này, đây là con sò này các bạn. Sò nằm vị trí đây. Cái con này nó làm nhiệm vụ gì ạ? Nó dao động cho cao áp này, để tạo ra các cái điện áp để nuôi trên cho cái điện hình này, và để nuôi cho rất nhiều thứ, đế đèn này, rồi nuôi cho các cái như là IC mành vân vân. Thế thì nguyên nhân gì khiến cho cái con này nó lại chết sò như vậy? Thì để mà tìm tận gốc vấn đề nhé, thì mình sẽ chia làm hai nhóm nguyên nhân. Một đây là các bạn cắm điện vào đúng không ạ, các bạn chạy nóng sò và một lúc sau nó chết sò. Hai là các bạn cắm điện vào bật nguồn cái nó chết sò ngay. Thế thì cái trường hợp mà các bạn cắm điện vào chạy một lúc nóng sò ấy, thì trước tiên các bạn kiểm tra mình cái nguồn nuôi này, B cộng này, cái nguồn nuôi cho cao áp này nó phải đủ nha. Ví dụ con này của mình mà nó là tạo ra B cộng là 110 thì cái nguồn và cao áp này phải đủ 110 hoặc lên một tí thôi, khoảng độ 1-2V thôi. Còn lên cao quá thì nó sẽ gây chết sò đấy. Tiếp theo nữa là cái trường hợp đấy các bạn phải kiểm tra những con tụ lọc trên đường 110 này cũng phải ok nha. Nếu mà cái tụ lọc đường 110 mà yếu cũng gây ra chết sò. Tiếp theo nữa thì ngay từ cái chân B sò này các bạn này, các bạn lần về nha. Nếu chân B sò này mà có những con điện trở nối xuống mát thì các bạn kiểm tra kỹ này, hoặc những con tụ nối mát này, đây này. Những con tụ này các bạn phải kiểm tra thật kỹ nha. Bởi vì những con tụ này mà khô này nó gây ra chết sò này, nó nóng sò, gây nóng sò. Và chạy một thời gian sẽ gây ra chết sò. Đấy. Tiếp theo các bạn lần từ cái chân B sò dòng này về này, nó về một cái máy biến áp kích này. Đấy, các bạn lần ngược lại biến áp kích này các bạn thấy không? Nó đi vào một con bóng kích này. Thì tại bóng kích này nó sẽ có những con tụ lọc nha. Thì cái nguồn cấp cho cái biến áp kích này, con tụ lọc này các bạn phải kiểm tra kỹ nha. Nó khô một cái nó gây ra nóng sò ngay lập tức, và chạy lâu dài sẽ gây chết sò. Thế đây là cái nguyên nhân mà gây ra hiện tượng là sò dòng nóng và gây ra chết. Thế còn những cái bệnh mà gây ra cắm điện vào bật nguồn nó chết sò ngay, thì các bạn cũng phải kiểm tra cho mình một số cái yếu tố. Thứ nhất là các bạn phải kiểm tra xem là tải xung quanh cái cao áp này có bị chập hay không nha bạn nhé. Tải xung quanh cao áp gồm có gì ạ? Đó là nguồn nuôi cho các IC mảnh. Nếu như nó ăn IC mảnh ăn đây nhá, thì thường thường ấy, nguồn nuôi IC mảnh ấy thì các bạn chỉ việc là loại trừ ra, loại trừ chân mát ra đúng không? Loại trừ chân B cộng nha. Sau đó chúng ta bắt đầu lần những cái đường nào mà từ IC mảnh, từ cái cao áp này ra này, đi qua diốt này, đi qua diốt nó về con IC mảnh này. Đấy. Có con thì nó sử dụng nguồn âm dương, có con thì sử dụng nguồn đơn. Thì đây là những cái nguyên nhân các bạn tách ra, tách hai cái diode, tách tại diode này nha, xem là nó có bị chập hay không. Bởi vì nhiều khi là chập diode này, có nhiều con ấy nó chập tại con IC mảnh này, nó sẽ gây ra hiện tượng là cắm sò vào bật nguồn cái nó chết luôn. Tiếp theo ngoài IC mảnh này chập thì nó còn nguyên nhân nữa là chập cái lái tia này, chập cái lái tia này, lái tia mảnh đúng không, lái tia mảnh, chập lái tia mảnh thì cũng khác gì chập IC mảnh đâu đúng không, nó cũng sẽ gây ra hiện tượng như vậy. Tiếp theo nữa, các bạn phải kiểm tra từ cao áp này, nó còn có một số cái nguồn. Đó là cái nguồn cấp 180V lên trên vỉ đuôi này. Đấy. Các bạn phải tách cái đường 180V ngay tại cái cao áp đấy ra. Ví dụ như đây đúng không ạ? Đường 180V đây đúng không? Đây nó từ đây. Các bạn lần đây. Đây đường này đi ra đây. Đấy, chúng ta lần nó lên trên vỉ đuôi này. Chúng ta sẽ tách 180V ngay tại cao áp này nha. Tách ra mà chúng ta bật nguồn đúng không? Không chết sò nữa, hoặc là chúng ta đo mà không thấy bị chập chạm gì nữa, thì chúng ta cấp nguồn vào bật nguồn. Nếu mà không chạm chập gì thì hỏng linh kiện trên đường này đúng không? Đấy. Có nhiều con nhé, cái vỉ đuôi này nó không sử dụng các con bóng công suất màu đâu, mà nó sẽ sử dụng là các IC công suất màu. Thì chúng ta phải tách IC ra. Đây này, cái con này nó sẽ sử dụng các con bóng công suất màu này. Đấy. Như một số con này sẽ không sử dụng bóng công suất màu đâu, mà nó sẽ sử dụng IC công suất. Thì chúng ta phải nhấc ra. Chúng ta phải nhấc nhấc con IC ra để test xem là nó có chập chạm gì không. Thì đây chính là một số nguyên nhân gây ra hiện tượng là bật nguồn cái nó chết sò. Thế ngoài những nguyên nhân đấy ra, nó còn một số nguyên nhân như là chập cái lái tia dòng này. Đúng không ạ? Cái lái tia dòng này bị chập thì cũng sẽ gây ra chết sò này. Đấy. Tiếp theo nữa này,
thì có nguyên nhân nữa là đó là chập với cao áp này, chập cao áp này cũng gây chết sò, và hỏng đèn hình này nó cũng sẽ gây chết sò các bạn nha, đánh lửa trong đèn hình cũng gây chết sò. Thế thì để biết được nó hỏng phía đằng trước, phía đằng từ đây này, từ cái biến cái áp kích này hất về đèn hình này, lái kia này, rồi lung tung đây, hay là chập từ lỗi từ vi xử lý gây ra chết sò. Bởi vì một số con nhá, vi xử lý đưa xung sai này sẽ gây chết sò nha. Thế thì thường thường ấy, các bạn tách con sò dòng ra này, các bạn đo B và E của nó nha, đo thang AC nha, nó phải tầm 2V đổi lại nha, 2V đổi lại. Nếu trường hợp các bạn đo tần số thì điện áp ở đây, tần số đây các bạn đo nó phải được 15.625 kHz nha. Đấy, đây là cái tần số để cho chuẩn. Còn nếu mà ngoài những cái tần số đấy thì có thể là gây ra chết sò. Đấy là những cái nguyên nhân gây chết sò các bạn nha. Các bạn phải tách ra nha, tách sò dòng nha các bạn đo. Đo bằng cái thang đo AC nhé. Có nhiều con ấy nóng biến áp nóng sò này, nó còn nguyên nhân cả cái biến áp kích này nó bị lỗi này, cũng gây nóng này. Như dòng Samsung nó chuyên môn có kiểu là nóng sò mà do cái biến áp kích đánh lửa này. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn nào cẩn thận hơn thì các bạn đo dạng xung nhá. Thế bây giờ mình đo dạng xung cho bạn xem. Mình sẽ đo xung cho bạn xem nhá. Mình sẽ đo cái dạng xung cho bạn xem. Đây nha, mình đo ngay tại chân B sò nhá. Đây này. Khi mà máy chạy thì các bạn nhìn này, xung nó phải dày như thế này, đúng không ạ? Và các cái đỉnh xung này nó đều nhau này. Đối với cái máy hiện sóng này, hiện nay mình đang đo được khoảng độ 10 kHz, 8 đến 10 kHz thấy chưa? Cái điện áp thấp nhất của nó là được 2,7V, áp cao nhất là được 4,4V, nhưng mà đo bằng cái, đây là máy hiện sóng nha. Còn khi chúng ta đo bằng đồng hồ ấy, chúng ta đo đồng hồ kim ấy, thì nó mới thể hiện được đúng cái bản chất của nó. Số vôn đo nó mới chuẩn, bởi vì lúc này nó không nhảy các bạn. Không nhảy loạn xạ cả ra. Đây, đo đồng hồ kim, chúng ta vặn này thang 10V AC nhé. Chúng ta đo này. Đấy, nó rơi vào tầm khoảng độ 2V. Thế nhiều bạn ấy thì có những cái con TV mà nó gây, nó bị hiện tượng là gì ạ? Nó là máy nó không ấy, nó không phát xung, đúng không ạ? Tức là chúng ta bật không thấy nó lên gì, thì chúng ta cũng phải đo. Chúng ta đo vào hai chân B và E của con biến áp kích này này. Đo điện đồng hồ nhá. Sau chúng ta bật nguồn, ấn bật nguồn và ấn power. Nếu mà trường hợp mà điện áp ở đây đã có rồi này, điện áp mà cấp cho sò mà đã có rồi này, thì hỏng nó từ đây này, nó hất lên trên đèn hình này. Còn nếu mà trường hợp mà không có điện áp cấp vào cho sò này, đúng không ạ? Thì chúng ta phải lần ngược trở lại để xem là do đâu. Nếu mà trường hợp mà điện áp cấp vào biến áp kích này cũng không có này, chứng tỏ là vi xử lý này chưa hoạt động, chúng ta lại phải lần điều kiện hoạt động của vi xử lý, đúng không ạ? Nguồn nuôi VEC này, data clock này, đấy, các cái điều kiện đấy, IC nhớ giao tiếp vân vân. Thì đây là một số cái kinh nghiệm để làm cái TV này. Thì hôm nay có mình thấy có một bạn hỏi đâm ra mình làm luôn video cho các bạn ấy, để các bạn ấy lấy kinh nghiệm. Con này thì thực tế ra là nó hỏng là liên quan đến cái núm cao áp này, nó bị xì này các bạn này. Thì cái chia sẻ này mình chia sẻ rất nhiều rồi, đúng không ạ? Mình không nhắc lại nữa. Các bạn hãy tìm lại các video trước để xem. Rồi, video mình đây kết thúc. Chúc các bạn làm thành công nhé.